Ngày 16 tháng 10, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang lấy lời khai Phạm Dương Đức Tài, sinh năm 1998, ngụ quận 12, Trần Hữu Thái, sinh năm 1997, ngụ huyện Hóc Môn, cùng hơn 10 đối tượng khác để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo đó, tối ngày 1 tháng 10, Thái và Tài đến nhà H, sinh năm 2005, ngụ huyện Hóc Môn, thì phát sinh mâu thuẫn với nhóm anh V đang ngồi nhậu trong xóm của H. Đến tối ngày 3 tháng 10, khi cùng ăn uống tại nhà, Thái và Tài đã kể lại cho những người khác trong nhóm nghe về vụ việc, nên nhóm bàn nhau mang theo bơm xăng, hung khí tìm anh V trả thù. Khi đi đến đầu hẻm nhà anh V, nhóm dùng pháo bơm xăng ném vào trong. Sau đó, các nghi phạm dùng hung khí đập vào cửa nhà và hai xe gắn máy dựng phía trước rồi bỏ đi. Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an huyện Hóc Môn đã điều các trinh sát tinh nhuệ nhanh chóng vào cuộc xác minh. Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, trưởng Công an huyện Hóc Môn cho biết, thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tăng cường tuần tra trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm đường phố, nơi công cộng. Mục tiêu của Công an huyện là không để hình thành các băng nhóm tội phạm trên địa bàn.